cả nhà Thanh Trúc đi theo một cái cô gái mà hôm bữa mà có bầu 8 tháng 18 tuổi á, nhà nè ở trong đồng nè, rồi em ở trong đây rồi có hai mẹ con gì đó hả? Hả Ly Trang ơi, rồi ở đây sợ không? Có chứ. Gì? Có chứ. Cho anh hỏi nè, lần mới đầu vô đây em ở rồi có ai dòm ngó gì Ly không? Không. Hả? Không. Rồi bằng đêm rồi sao Ly? Ly ở đây nè, cái đoạn đường vắng gì mà em dám ở đây vậy đó hả Ly? Dạ. Rồi rồi nhà đó là của có người ta ở không Ly? Dạ không. Trời ơi. Rồi ngủ bằng đêm nè, mới lần đầu em đi ra đồng đây nè. Dạ. Rồi 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 có sợ không? Có. Rồi thí dụ cho anh hỏi rồi có những cái người mà lạ người ta đi ngang đồ đó. Em là con gái nè, có bầu, chỉ mới có bầu thôi, rồi rồi có ai mà đòi ngủ chung em không? Có. Ghê vậy trời. Đây nè. Dạ. Rồi ở đây có điện không Ly? Có. Cái này là cái đường này chạy ra tới chỗ không? Nhà nó đó hả? Dạ. Xình quá. Xình. Đậu xe đó đi. Đậu xe đó đi. Đậu xe đó đi, chạy ra không có được đâu. Xình lắm quý vị. Rồi ở đây rồi ăn uống, rồi mỗi lần ăn uống là sao? Mỗi lần uống thì lâu lâu đi ra ngoài mua hàng. Gì hả? Nghe, anh nghe nói thôi. Lên một cái video. Dạ thì Thanh Trúc bữa nay đi lại tới tặng cái chỗ mà cái cô gái nè 18 tuổi, có con 3 tuổi, có bầu 8 tháng thì gần sanh rồi cô chú anh chị. Nhưng mà cô gái này ở cái khu vực này là ở ngoài đồng, chỗ cái nhà mà kêu nhà bảo quan á, thì cho nên là Thanh Trúc á mấy đây mới quay lại cả nhà đây nè. Chàng ơi, anh chào em nha. Mình thường thường là mình ở chỗ khu nhà quan hả em? Dạ đúng rồi. Ở đây nè chàng ơi quý vị, thì em ở đây và ăn uống ở đây cả nhà. Rồi em ăn uống rồi ra đây nè, ra đây nè, ra đây cho nó ấy nè. Cho anh xin gắn thiết bị âm thanh tí anh. Mua luôn rồi quý vị ơi. Hôm bữa anh cho tiền em rồi có xài bỏng gì chưa? Dạ có. Em kiếm ngồi đây đi Ly, kiếm gạch rồi ngồi đại xuống đi Ly. Lấy gạch kìa, lấy gạch lót ngồi. Cái gì con? Ngồi xuống. Ở đây ở của mình em sợ không? Dạ có chứ. Có. Trời ơi. Cái clip anh hôm qua anh quay á thì cũng đã có quay em rồi đó. Dạ. Thì không biết á. Ở đây bằng đêm nè. Tối hù hết trơn rồi sao mà Ly nè quý vị. Em nó là nhìn đây nè em, bằng đêm á. Ngủ ở đây và ăn ở đây. Cái gì ơi? Có người nè Ly, có người nói á, muốn lo cho em để sanh nở, em không biết em tính làm sao. Dạ nếu người đó lo cho em sanh nở em cho con người đó. Mà người ta muốn sống với em luôn em chịu không? Dạ không. Không mà lý do dạ. Sao Ly? Tại vì em muốn sống với con này kia rồi chứ mà em không muốn chồng nữa. Em nói là sanh ra chỉ là cho con ha. Dạ. Em ngồi bẹp xuống đi Ly ơi. Tại vì dép rồi ngồi xuống đi. Mưa quý vị. Bầu gần xanh rồi trời. Em dự định vậy chứ không Ly, chứ anh thấy em là nếu mà em không có mà tính là cái càng ngày cái bầu em nó càng
nó khó khăn. Có những cô chú anh chị người ta nói gì nè Ly, người ta nói là tại sao á em mới 18 tuổi mà có con 3 tuổi, có bầu 8 tháng, người ta nói em không tốt. Là lý do làm sao mà cô chú anh chị người ta bình luận vậy, em kể cho anh nghe coi. Chắc là do là cô chú này kia nói là mình ăn chơi này kia, không nghe lời cha mẹ này kia. Giờ vậy là đáng. Chứ hồi đó thì em có ba mẹ em á, cho anh hỏi nè, anh đã lên cái clip rồi á, thì không biết chị của em nè và ba mẹ của em có biết cái video không? Theo á? Dạ không. Mà chị em có liên lạc em chưa? Dạ không luôn. Ai liên lạc em kể cho anh nghe coi. Tại sao hoàn cảnh mẹ vậy? Ừ. Nói vậy ra cái bà nói bị vậy là đáng đờ đúng. Ừ. Rồi anh thấy nhiều cái nó đúng chứ không có sai. Em cũng chịu đúng ha. Dạ. Rồi bà nói là sanh nở rồi có tiền sanh nở không? Rồi bà nói vậy rồi bà có hỏi thăm em gì không? Dạ không. Ừ. Bà chỉ nói là đáng đời thôi chứ còn ngoài ra là không hỏi thăm gì hết. Dạ. Tiền ơi. Rồi cái người chồng em đã này kia đồ á, theo anh bây giờ anh gì nè, em tốt nhất nó đã xin lỗi em cho nó lui đẻ đi rồi mình tính tiếp. Chứ bây giờ là em là thân gái mới 18 tuổi thôi mà ở trong nhà quen, cái nhà không có ai luôn quý vị, hai mẹ con ở đây bằng đêm á, ngủ đi, cho anh hỏi nè, ngủ á Ly, bằng đêm á Ly, ví dụ có những cái người mấy cái người lạ lạ đó có đòi ngủ chung em không Ly? Dạ có. Dắt đó em tính sao? Cấp đầu tiên mà em đi bụi á, em ngủ ngoài đường á, theo anh biết ở cái khu vực, những cái khu vực này, những người á, những cái tay mà nó này kia đồ á, tai nạn xã hội nó nhiều, nó có hỏi thăm này kia đâu không, có xin em không, em kể thiệt cho anh nghe. Dạ không. Ngoài đường á. Dạ không. Còn em ngủ chỗ cái nhà quan nè, thì có những người đòi ngủ chung em đúng không? Dạ. Nó nói sao Ly? Nói là cho ngủ chung đi rồi muốn gì nó cũng cho hết. Ghê à? Ngoài không cho. Rồi ý nó nói em nhiều lần không? Dạ có. Rồi sao? Muốn gì cũng cho hết là. Nó nói muốn gì á là đòi hỏi nó gì nó cũng cho hết. Ừ. Đòi hỏi gì cũng cho hết. Dạ. Em ở đây cái nhà, thường thường cái nhà không có chỗ ở, này là nhà của ông anh cho em ở hay sao? Dạ đúng rồi, nhà của ông anh. Ừ, quý vị, em ở đây á, là sống ở đây nè, chỉ với một cái người con, và chỉ vì chồng bỏ cho nên là Ly là có còn mấy tháng rồi, Ly 8 tháng mấy hả Ly? Dạ. Anh thấy em hồi đó tay chân này cũng có màu mè, hồi đó cũng dữ lắm nha. Dạ, hồi đó ăn chơi nhưng giờ hối hận rồi. Hối hận lên Ly. Dạ. Rồi bụng hổm ra cái bồn bụng bầu sao rồi? Lại đây. Sao rồi? Gần xanh chưa? Cũng gần xanh. Xanh rồi, rồi ví dụ mà hôm qua anh cho tiền em đó rồi em mua cái gì ăn rồi? Mua mấy đồ ăn này kia bỏ lạnh để hai mẹ con ăn trong mấy ngày ấy đi. Rồi bây giờ đó là thí dụ em sanh nửa chừng ở này ở ngoài đồng rồi xong rồi ai sao mà người ta chở em đi được nè, em kể cho anh nghe coi hả Ly? Em cũng biết sao nữa. Ừ. Không biết sao à, em phải suy nghĩ tới cái phương án đó chứ em nói không biết sao gì. Bây giờ là cái quyết định của em, nói nếu ai mà cho em một số tiền sanh nở thì em sẽ cho con đúng không? Dạ. Anh thì nói chung thì anh cũng chia sẻ cho một cái đoạn cho cô chú anh chị được biết, hiện tại á là những cái bình luận á nói em này nọ, nhưng mà theo anh được biết á, quánh kẻ chạy đi chứ không ai bây giờ quánh kẻ trả lời, cô chú anh chị ơi. Thì em ở đây á thì nói chung thì hoàn cảnh rất là khó khăn. Cái video trước Thanh Trúc có quay á, em ở đây á là chồng, chỉ vì chồng bỏ và không nuôi, thì hiện tại bây giờ mang bầu 8 tháng, em chỉ mới 18 tuổi thôi mà ở cái nhà quan này. Nhà này lúc ở ngoài đồng luôn. Chàng ơi, Ly anh thấy nó Ly là nó, nhiều khi Ly có suy nghĩ khóc không Ly? Có chứ. Em bây giờ nè Ly, em bây giờ nếu mà không có tiền sanh nở đó,
rồi không có tiền sanh mẫu á, là em biết là chắc em biết cái cuộc đời em như thế nào không? Em suy nghĩ cái điều đó cho anh nghe, kể cho cô chú nghe. Hôm qua em có nằm đêm suy nghĩ đợi nói là tại sao đợi của mình ra như vậy. Với lại mà đó giờ chồng mình không có cái bên, mà ở đây không có người thân nữa. Mà giờ đêm đó là có hai, chỉ có hai đứa con trong đồng. Rồi không biết cái hoàn cảnh mà như nửa đêm mà anh đau bụng rồi không biết sao nữa. Mà em sanh mổ chứ? Dạ. Nếu sanh đẻ thì còn bình thường, em sanh mổ, cấp độ sanh mổ đúng không? Dạ. Là 15 tuổi em có chồng, là 16 tuổi em có con hả? Dạ. Chèn ơi, sao có con sớm quá Ly. Tại giờ đó là bà chồng mới nói là chồng mày nó cũng mấy rồi, vợ mày có con cho nó đi, sau này là cho nó đừng ăn chơi này kia nữa. Nhưng em tưởng nó là như nó có là nó thay đổi, nhưng mà nó cũng quay lại con người cũ, nó chơi này kia, nó nhậu nhẹt như là bạn bè, em không chấp nhận được đó. Mà chồng em đã, thí dụ nó đã xin năn nỉ em rồi thì em cho nó một lần cơ hội, còn không nữa là em phải tìm một phương hướng là để có một cái tiền này. Dạ. Để cho em á, để sanh nở, đúng không? Tại vì em mà không sanh nở được á, em sanh không được á là em rất là nguy hiểm. Ai mà nuôi con em? Dạ. Chàng ơi, anh nói với Ly á là Ly phải suy nghĩ điều đó. Chứ bây giờ mà Ly mà không có sanh được á thì nó rất là nghiêm trọng, cả mẹ lẫn con luôn. Nha Ly. Rồi cấp anh lên clip bây giờ gì này kia thôi, nhưng mà là hiện tại á, là không có có nói những cái điều gì hả Ly? Nghe không? Tại chỉ nói là đó tao dặn mày sao, mày cãi lời cha mẹ mày, mày gắng mày chịu, tao giờ không giúp được gì á. Trời ơi. Ly chuẩn bị cái tinh thần mà mình chưa có tiền để mổ cho Ly, chuẩn bị chưa? Anh thì anh giúp em chỉ một cái phần nào thôi nhé Ly, chứ bây giờ đó em có bầu, gần sanh mổ rồi thì anh thấy hai mẹ con ở trong cái nhà kêu bằng nhà tuốt ở ngoài đồng luôn cô chú anh chị, cái nhà này kêu nhà quen đó chứ không có ai ở. Thì hiện tại á thì Thanh Trúc chia sẻ lên cho cả nhà được gõ một cái video. Ở đây rất là lạnh lẽo luôn đi. Anh thấy cái cuộc sống của em với con em á, nó đi vào cái đoạn mà kêu bằng bế tắc luôn á. Bây giờ hôm bữa chưa gặp anh đó là hai mẹ con ăn cơm bằng cái gì? Ăn cơm nước mắm với lại nước ớt. Dạ. Rồi, con em 3 tuổi chắc anh đổ em cũng còn uống sữa phải không? Dạ còn. Rồi, nhưng mà hôm bữa đó có tiền mua sữa cho con em không? Dạ không. Rồi mà nó uống bằng cái gì? Nước lạnh. Nước lạnh. Rồi theo em nè, theo em có thèm miếng ăn, đồ ăn ngon rồi đó, em có thèm không? Dạ có. Nhưng mà rồi sao? Vậy đó là thèm cũng nhịn, tại vì không có số tiền ăn đó. Có tiền. Dạ. Sao bây giờ em không quay về em năn nỉ bên chồng em đi, hỏi coi sao là họ đuổi rồi, em sợ là một khi đã họ đã đuổi rồi họ sẽ đuổi hoài luôn hả Ly? Dạ sợ như đó. Là thường họ có những lời lẽ khó nghe với em không? Không. Không, bên chồng của em có những lời lẽ khó nghe với có. Em có nói là tại sao á người ta có bầu người ta đi làm quá trời mà mày có bầu vậy đó mà mày không đi làm. Em mới nói tại vì á con người lớn rồi, bầu của con lớn là coi như người ta mà 2-3 tháng mà sao đi làm được. Bữa hổm là bầu của em chỉ mới được có 6 tháng rồi, em dẫn đi bán nước, ngồi bán nước ngọt với lại trà đường và tắc đồ, ngồi bán được có 1 tháng mấy rồi lại không bán nữa. Tại vì á là không có vốn, chỉ lại bán với ẩm nữa, tại vì ở khu vực này người ta mở nhiều quán lắm. Bán không được cái phải nghỉ, rồi tới như chăng ngày 15 tây là tới tiền trọ cái đâu có tiền đóng, cái người ta kêu là không có tiền đóng người ta không cho ở. Cái vô tình đi chơi này kia rồi cái gặp ông anh, ổng nói mày xuống ruộng tao mày ở nhà đi, nhà đó tao bỏ không mà không ai ở hết trơn á, ở đi rồi tới tháng đó mày đóng tiền điện
mà từ lúc em ngồi xuống đây ở 3 tháng mấy nay là không dám từng điện cho ổng. Có hôm qua là anh có cho em một số tiền, em cũng có trả ông nữa, ông nói ừ trả vậy đi tao còn cho ở nữa, còn mấy là tao đuổi. Trả hết nhiêu? Trả hết 1,5 triệu. Trời ơi. Rồi rồi em lấy cái gì mà em sanh nở nè? Anh cho em để dành em sanh nở mà là em làm gì ghê ly. Tại vì hôm qua ông xuống chữ quá trời chữ. Chữ hả? Ông nói sao từng điện mày hứa với tao á mà đó ông mày có xem cả video không? Không. Chứ em anh thấy em là cái hoàn cảnh này là nó đưa em vào một cái đoạn đường mà bế tắc rồi đó. Em không suy nghĩ cho em. Vàng ơi, anh thấy ở trong nhà quan nó rất là khó luôn. Cả nhà Thanh Trúc cũng thấy một cô gái chỉ mới 18 tuổi thôi mà có chồng, chồng bỏ cái gì. Bây giờ tình hình của em như thế nào em kể cho anh nghe nha. Dạ giờ hoàn cảnh của em cũng khổ. Tại vì giờ em cũng đang mang bầu nữa mà cũng gần đẻ rồi, chứ có thằng con em 3 tuổi. Nhưng mà hoàn cảnh của em thì giờ cũng khổ mà ở trong động chổng á. Chỉ có hai mẹ con ở trong chổng thôi à. Dạ. Thì em cứ kể cho anh nghe như thế nào. Nếu mà anh em mà trước đây em mà có ăn chơi như thế này đến nỏ thì anh cũng không chấp nhận được đúng không? Dạ. Nhưng nếu mà em biết thay đổi thì anh cũng nói chung cũng muốn là muốn chia sẻ với em, muốn là làm điểm tựa cho em. Nhưng mà em nếu mà em biết thay đổi ấy. Dạ. Còn em không biết thay đổi thì anh cũng nói thật thì anh cũng xin lỗi rồi. Dạ. Em thì đó vậy đâu có ăn chơi gì đâu. Nếu mà em biết chưa có ăn chơi chỉ là vì chồng trước của em nó làm khổ cho em thôi thì anh có thể anh làm được thử cho em được. Dạ. Nhưng mà em có dám từ đấy bắt xe về Nghệ An được không? Dạ không. Không bắt xe về được à? Dạ không. Thế thì em muốn như thế nào? Em giờ em đang có bầu nữa, cũng gần xanh rồi, không có đi xa được. Dạ. Anh có mấy tháng rồi? Dạ 8 tháng mấy rồi. Thế bây giờ nếu mà về được Nghệ An thì anh có anh trai anh làm ở trong bệnh viện nó đỡ đẻ cho. Dạ giờ em nghĩ như cũng gần đẻ rồi, em muốn đi xa được. Có thằng nhỏ nữa. Thì anh có thể cùng gánh vác cho. Dạ. Bây giờ em ở chỗ như thế nào? Em ở nhà quan trong đồng. Bây giờ anh đang kiểu đang làm gì? Không có thời gian. Dạ. Nếu mà thì khoảng 7 giờ tối mới nói chuyện được. Dạ. Em có số điện thoại chứ không? Dạ có. Anh anh muốn cái ý anh muốn như thế nào anh nói hết cho em, nói rõ đi, cầm máy đi. Anh muốn cái ý anh sao anh nói cho em nói nghe đi, xong rồi mình ngưng video. Ý của em là muốn cho con bé đấy về đến Nghệ An thì anh em mới tin, bởi vì nó cũng anh cũng em cũng chưa gặp nó. Em muốn sao đây, em cứ trả lời thiệt cho bạn đó nghe. Nhưng mà em thì hiện tại giờ em có bầu em cũng gần đẻ rồi, nhưng mà mắc thằng con nhỏ nó cho nên em không đi xa được. Theo. Thì anh em lấy số điện thoại anh chúc anh chúc đây nhờ, bởi vì anh bây giờ đang làm. Dạ. Dạ. Anh cứ giờ anh đang làm. À, em đang làm hả? Rồi, ông đó là ông hỏi chắc cái ý em chắc cũng biết hả Ly? Dạ. Ý ông kêu em là về sống với ổng hay sao? Chắc em nghi cũng vậy.
Rồi, rồi em tính làm sao? Em không chấp nhận. Em không chấp nhận ha. Dạ. Em một lần em đã sợ hay sao Ly? Dạ đúng rồi. Nói chung thì em thì sợ cái gì? Cái người đó đòi hồi nãy nói em là kêu em kêu em là gì ta? Về Nghệ An. Nghệ An sống dạ. Với anh ta. Rồi anh ta mới tin chứ những đoạn video em quay lên là anh ta không tin. Là nói em chơi bời hả? Dạ. Theo Ly là sao mà anh thấy những cái bình luận á, Ly là người ta nói Ly á là hồi đó quậy lắm mà không biết sao có ai người ta gõ không mà người ta nói em kỳ Ly. Em không biết. Người ta với em hôm qua cũng có đọc và nhầm người nói là cãi cha cãi mẹ là vậy là đúng. Nhưng mà em suy nghĩ lại là mấy cô chú nói đúng chứ không có sai cho mình. Em đã hối hận rồi ha. Dạ. Nhưng mà hối hận cho nên là em lãnh một cái giá quá đắt hả Ly? Dạ. Cái gì? Trong khi đó là tuy là em với chồng em là mới cãi lộn lần đầu thôi. Nhưng mà em sợ nhưng em chấp nhận lấy người khác nữa. Em muốn sống với con em thôi. Không đồng ý ha. Dạ. Cái gì? Cái nhà ở đây á là em sống cái nhà ở đây á là không có ai dám ở đây hết trơn hả Ly? Dạ. Em kể cái câu chuyện cho anh nghe coi. Ở đây em nói sao mà nóng lạnh nè. Nhà trong đây là kiểu như là nhà quan. Nhưng mà kiểu là bữa ổng có ông chú. Ổng nói mẹ con mày thấy ngủ ngoài đường tội nghiệp quá thôi vô đây ngủ đi. Quét dọn rồi đó mẹ con mày sống. Nhưng mà em suy nghĩ chưa kịp nói gì nữa, ổng nó nói gì sao mình dám ở không nói giờ. Ổng nói là trong đây là cái nhà này là có hai người đàn bà chết. Mắt ha. Dạ, mắt nằm tại trên gác luôn mà đồ đạc vẫn còn đó chứ không giục bỏ. Cũng chết vào lúc 12 giờ đêm gì đó. Là không có ai ấy luôn, tới đâu phát hiện là 3 ngày là hôi thối luôn rồi. Cho nên là em không có dám ở nhà đó. Là nhà này nè. Dạ. Nhà này hồi nào ổng cho người ta mướn hả? Dạ. Phát hiện 3 ngày. 3 ngày mới phát hiện được. Giờ là quần áo vẫn còn ở trên bình thường. Ghê trời. Bữa ổng là có ông chú kia vô đó mướn. Ổng thấy trên đó cái là ổng thấy một vũng máu còn khô trên đó là ổng bỏ chạy luôn chứ không mướn. Chạy luôn hả? Dạ. Gặp ông sợ hay gì? Dạ. Trên đó người ta có vệ sinh không? Nghe nói dạ ghê lắm đi. Dạ không. Quần áo kia vẫn còn cái thinh. Đồ nữ nhiều lắm. Hai người phụ nữ hả? Dạ. Chuyện ơi. Bữa ổng em cũng có giúp một ông anh. Em nói nếu trường hợp như vậy là ông không có nhà ở thì xuống đây ở vậy đi. Mà em cũng kể cái hoàn cảnh đó. Trời ơi. Ông nói là chắc không được tại vì ông có con nhỏ nữa. Em nói không được, nếu trường hợp như không được có xuống đất đó đó là của ông Tư chồng. Che trời đi rồi hai chồng ông anh với lại hai chồng của mẹ anh. Với em cùng ở đây sống. Tới tháng thì mình chia tiền điện đóng với nhau. Ông nói thôi nhưng mà giờ hài gần không ở chợ chứ không ở chỗ đây được. Tại vì nhầm khi á, cha mẹ ông bệnh nửa chừng rồi đi ra đi vô khó khăn lắm, không có xe nữa. Ông nói thà ông mướn ngoài chứ ông không ở trong đây. Nói em nói ông nói gì thôi không mấy nữa. Coi nhà nghe cởi thấy mười ghê luôn chị. Là ở đây là không có ai dám, em đứng lên cho anh coi nữa. Lạnh rồi. Cái kia cái gì? Cái lưng này nó lạnh nãy giờ. Nó lạnh rồi. Trời ơi, đây đi. Cái đó nhiều lắm. Dạ. Ở đây mà em dám ở Ly. Dạ ngươi quý vị. Ở trên đó còn. Đi ra đây nè Ly. Quý vị ơi, nghe nói ốc nổ quá trời. Cầu thang bộ gỡ luôn hả Ly? Dạ. Chỗ này là Ly, này Ly em cả nói lại cho anh nghe coi Ly. Là có hai người đàn bà chết trên đó đó. Ừ. Trên là trên đâu? Trên gác này nè. Trời ơi. Đồ còn nguyên luôn hả Ly? Dạ, quần áo này kia còn nguyên. Cầu thang của người ta gỡ luôn hả gì Ly dạ ơi? Dạ. Người ta là hôm bữa là người ta có nói em mà dạ. Em cũng vẫn sợ luôn hả Ly? Dạ. Nóng lạnh nè chàng. Quý vị ơi, Ly ở đây ngủ được cả nhà. Cái nhà này là nghe Ly nói là có hai người á. Mà thường thường là người ta cũng đòi mướn mà nhưng mà không ai ở được hả Ly? Dạ. Nóng lạnh nè chàng. Kệ mà. Ừ. Rồi em đi mua gì ăn chưa Ly? Chưa. Chút nữa mẹ con nấu cơm ăn. Rồi hôm bữa anh rồi em bữa nay em chuẩn bị ra tiền xanh này kia đồ là có cô chú nào cho thêm đó chưa? Chưa. Chưa hả Ly? Dạ. Cái nhà này quý vị, cái nhà này Ly kể nghe ốc nổi á chàng. Có hai người mà hôm bữa Ly nói là có người người ta mướn rồi người ta gặp sao Ly?
ta gặp vô ta ớn ốc ta sợ. Sợ hả? Mà em dạ. em ghen chứ. Giờ nói nhiều chung là em không có sợ là sao vậy hả Ly? Dạ. Nhà đây là cái gì, nhà quen. Ghê quá. Ảnh luôn.